Chắc bạn đã từng tự hỏi vì sao có những người bước vào cuộc đời bạn, rồi cứ thế ở lại mãi, trong khi một số khác chỉ thoáng qua rồi biến mất. Bạn có thể nghĩ đó là ngẫu nhiên, nhưng thực chất, tất cả bắt đầu từ một yếu tố rất đặc biệt mà chúng ta không thấy được bằng mắt thường, đó chính là tần số năng lượng mà bạn phát ra. Mỗi người chúng ta đều có một tần số riêng biệt. Cái này không phải cái gì đó mơ hồ đâu, mà thực sự, nó là sự tổng hòa của suy nghĩ, cảm xúc và cả cách chúng ta hành xử với mọi thứ xung quanh. Tần số này không chỉ là một phần của bạn mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến những gì bạn thu hút về cuộc sống của mình. Nghĩ đơn giản như thế này, giống như một bản nhạc, mỗi người chúng ta là một nốt nhạc, và những nốt nhạc đó sẽ cộng hưởng với những nốt khác cùng tần số. Cứ thế, chúng ta sẽ gặp gỡ những con người, những cơ hội, hay những sự kiện tương đồng với tần số năng lượng của chính mình. Hãy thử tưởng tượng, tần số của bạn giống như một chiếc nam châm vậy. Nếu bạn giữ một tâm trạng tích cực, luôn bao dung và chân thành, bạn sẽ thu hút về những người và trải nghiệm cũng mang năng lượng tương tự. Nhưng ngược lại, nếu bạn mà cứ sống trong sự oán trách, đố kỵ, thì chẳng sớm thì muộn, những điều tiêu cực sẽ bắt đầu lượn quanh bạn đó. Để dễ hình dung, mình có một câu chuyện rất hay kể cho bạn, câu chuyện về một chàng trai trẻ luôn cảm thấy mình chưa đủ tốt và luôn cố gắng thay đổi mọi thứ xung quanh để đạt được sự công nhận từ người khác. Một ngày, anh gặp một thầy tu nổi tiếng và xin thầy giúp đỡ mình trở thành người có giá trị. Thầy tu bảo anh rằng thay vì cố gắng thay đổi những thứ bên ngoài, anh cần phải phát triển và hoàn thiện bản thân mình từ bên trong. Thầy đưa anh đến một mỏ đá quý, nơi có những viên ngọc thô. Thầy bảo anh hãy chọn một viên ngọc mà anh cho là đẹp nhất. Chàng trai nhìn quanh, chọn một viên ngọc khá lớn nhưng rất thô và chưa qua mài dũa. Thầy tu mỉm cười và nói rằng, cái ngọc này không phải tự nhiên đã đẹp, nó cần phải được mài dũa, tỉ mỉ và kiên trì mới có thể trở thành một viên ngọc sáng bóng. Chàng trai quyết định tự mình mài dũa viên ngọc ấy qua nhiều ngày, học hỏi và kiên trì không ngừng nghỉ. Khi viên ngọc cuối cùng cũng tỏa sáng, anh nhận ra rằng chính bản thân mình cũng vậy, anh không cần phải thay đổi thế giới xung quanh, mà cần phát triển chính mình. Khi anh làm cho mình cũng trở thành như viên ngọc sáng, anh tự nhiên thu hút sự chú ý và trân trọng của người khác. Anh bắt đầu thay đổi, sống bao dung hơn và biết ơn hơn. Kết quả là, những người xung quanh cũng thay đổi và trở nên hòa nhã hơn. Không phải thế giới xung quanh anh thay đổi, mà chính tần số của anh đã thay đổi, và thế giới phản hồi lại chính năng lượng mà anh phát ra. Tần số của bạn không chỉ quyết định bạn gặp ai, mà còn quyết định những cơ hội bạn thu hút về và cả những thử thách bạn phải đối mặt. Nếu bạn để bản thân bị chi phối bởi những cảm xúc tiêu cực, chính những điều tiêu cực đó sẽ trở lại với bạn. Cuộc sống thực sự không phải ngẫu nhiên đâu, mọi thứ đều có lý do, và lý do ấy chính là năng lượng mà bạn phát ra, đó là chiếc nam châm vô hình giúp bạn thu hút mọi thứ vào cuộc đời mình. Chất lượng cuộc sống của bạn thật sự phụ thuộc vào những mối quan hệ bạn xây dựng. Những người thành công thường không đi một mình, họ luôn có những người bạn, đối tác, hoặc những cộng sự tích cực xung quanh để hỗ trợ và cùng nhau phát triển. Họ tìm kiếm những người có cùng chí hướng, và điều này giúp họ không ngừng vươn lên. Chính vì thế mà người ta mới nói mình là trung bình tổng của 5 người bạn mà mình dành nhiều thời gian nhất. Thử nhìn lại xem, bạn có bao giờ thấy bạn dần trở thành người mà bạn thường xuyên kết giao không? Nếu bạn chỉ kết bạn với những người tiêu cực hoặc luôn sống trong sự bất mãn, thì bạn sẽ không tránh khỏi việc bị kéo vào một vòng xoáy tiêu cực, cản bước tiến của chính bạn. Tần số năng lượng mà bạn phát ra có thể sẽ ảnh hưởng đến những người bạn gặp. Cũng giống như cỏ lông mọc chung với lan, nó sẽ tự động vươn cao và xanh tốt nhờ vào năng lượng sống động của những đóa lan. Một nắm cát trắng rơi vào bùn, nó sẽ bị nhuốm đen, mất đi sự tinh khiết vốn có. Thì như vậy đó, nếu bạn muốn vươn xa và phát triển, hãy tìm đến những người tích cực và học hỏi từ họ. Có một câu chuyện mà mình nghĩ bạn sẽ thấy rất rõ về tầm quan trọng của việc chọn lựa những người xung quanh. Một người thầy từng hỏi học trò của mình, vì nếu muốn cầm giữ một viên than hồng mà không bị bỏng, có cách nào không? Học trò trả lời rằng điều đó là không thể. Thầy mỉm cười và nói, đúng rồi, nếu con muốn thành công nhưng chỉ bao quanh mình bởi những người tiêu cực, kết quả cũng sẽ như vậy, không thể không bị ảnh hưởng. Nếu mình dành thời gian với những người có đam mê, năng lượng sáng tạo, mình sẽ thấy mình không ngừng học hỏi và tiến bộ. Giống như đại bàng không bay cùng chim sẻ, những người có chí hướng lớn sẽ không dành nhiều thời gian với những người không có động lực. Điều này không có nghĩa là mình tránh xa những người yếu kém, mà là tìm kiếm những người cùng chí hướng, cùng đam mê để cùng nhau phát triển. Cây rừng cũng phải tranh đấu để nhận ánh sáng và nước, con người cũng chỉ trưởng thành khi dám đối mặt với thử thách. Ắt hẳn bạn cũng đã nghe câu, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng rồi. Nếu bạn mà dành quá nhiều thời gian bên những người không có ước mơ, nhiệt huyết của bạn sẽ dần bị tắt ngấm, nhưng nếu bạn ở gần những người có chí tiến thủ, sự tích cực, nhiệt huyết đó sẽ lây lan và truyền cảm hứng cho bạn. Để xây dựng một cuộc sống thành công và bền vững, thay vì cố gắng làm hài lòng những người không thực sự quan tâm đến mình, mình cần đầu tư vào bản thân, học hỏi, phát triển kỹ năng và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Khi mình tập trung vào việc hoàn thiện bản thân, những người có cùng chí hướng và phẩm chất tốt sẽ tự động tìm đến mình. Vì vậy, thay vì chạy theo những điều không chắc chắn, mình hãy dành thời gian để trồng cỏ, như câu nói, đừng chạy theo con ngựa, hãy dành thời gian trồng cỏ,
Khi xuân đến, ngựa sẽ tự tìm đến. Điều quan trọng không phải là phải hoàn hảo ngay lập tức, mà là mình đang không ngừng phát triển. Cũng giống như chàng trai trong câu chuyện về viên ngọc quý vừa kể ở trên vậy, để nổi bật và tỏa sáng, anh ấy không cố thay đổi người khác mà phải tự mình trở thành viên ngọc sáng. Khi anh nhận ra điều đó, cuộc đời anh bắt đầu thay đổi theo hướng tích cực, đừng cố gắng thay đổi xung quanh, hãy bắt đầu từ chính ta trước. Và như vậy, khi bạn duy trì tinh thần học hỏi, không ngừng phấn đấu và giữ vững sự biết ơn trong lòng, bạn tạo ra một tần số năng lượng tích cực, làm nền tảng cho sự thành công. Khi bạn phát triển những phẩm chất tốt đẹp, những người xuất sắc khác sẽ bị thu hút bởi tần số ấy, giống như từ trường mạnh mẽ xung quanh một vật thu hút các vật thể khác. Từng bước một, bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi, không chỉ trong cách mình nhìn nhận cuộc sống mà còn trong những người và cơ hội xuất hiện. Cuộc sống chính là một hành trình mà mình là người lái thuyền. Sống với lòng biết ơn, không ngừng học hỏi và tiến bộ, cho dù phải bắt đầu từ con số 0, hành trình ấy sẽ giúp ta không chỉ đạt được thành công mà còn thu hút những điều tốt đẹp. Bạn sẽ nhận ra rằng mọi sự nỗ lực không bao giờ là vô nghĩa, và những người đáng tin cậy, những cơ hội tuyệt vời sẽ đến khi bạn thật sự sẵn sàng. Mỗi ngày, chúng ta đều gieo trồng những hạt giống trong vườn tâm hồn của mình, những suy nghĩ tích cực, hành động nhân ái và những lời nói chân thành. Dù chúng ta có nhận ra hay không, những hạt giống này đang âm thầm phát triển và sẽ đem lại kết quả vào một ngày không xa. Như người xưa đã nói, nhân nào, quả nấy. Những hành động, lời nói và suy nghĩ của chúng ta sẽ hình thành nên số phận, và chính những hạt giống mà mình gieo sẽ quyết định kết quả trong tương lai. Nỗ lực thực hành, luôn giữ tư duy tích cực, hành động với lòng tốt và sự chân thành. Khi bạn nhận ra rằng mỗi hành động, mỗi suy nghĩ đều là một hạt giống, nếu bạn muốn thay đổi cuộc sống, bước đầu tiên là thay đổi những suy nghĩ và hành động của chính mình. Hãy gieo những hạt giống tốt và chờ đợi một ngày, bạn sẽ gặt hái những trái ngọt xứng đáng. Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng và công bằng ngay lập tức. Tuy nhiên, nếu bạn kiên trì sống đúng với những giá trị tốt đẹp, không mong đợi sự đền đáp liền, bạn sẽ nhận ra rằng những điều tốt đẹp sẽ dần đến. Tin mình đi, hãy thực hành, khi trái ngọt đến, bạn có khi sẽ thấy những gì đẹp đẽ, hạnh phúc, vui vẻ, bạn xứng đáng gấp hơn nhiều lần điều bạn từng ước muốn. Những quý nhân không phải là những người sẽ đến và giải quyết mọi vấn đề cho mình, mà là những người sẽ xuất hiện khi mình cần sự hỗ trợ chân thành, lời khuyên, hoặc chỉ đơn giản là sự động viên đúng lúc. Gieo nhân nào, gặt quả nấy, hãy sống với tâm thiện, hành động từ trái tim, và cuộc sống sẽ tự mở ra cho mình những cơ hội, mối quan hệ tốt đẹp và những điều kỳ diệu mà mình không thể ngờ đến. Cuộc sống không thiếu thử thách, và mỗi lần gặp khó khăn, chính là lúc mình có thể học hỏi và trưởng thành. Đừng để những khó khăn đánh bại bạn, mà hãy nhìn chúng như những cơ hội để vươn lên, vượt qua và mạnh mẽ hơn. Một khi tự tin rằng bạn đã gieo những hạt giống tốt vào cuộc sống, dù gặp phải thất bại hay đau khổ vào thời điểm nào đó, vẫn hãy tin tưởng rằng ánh sáng ở cuối con đường. Chính sự kiên trì sẽ giúp bạn đạt được những thành quả xứng đáng, mỗi thử thách đều là một bước tiến trong hành trình phát triển bản thân. Càng vượt qua khó khăn, bạn sẽ càng cảm nhận được cuộc sống này đẹp hơn, tần số của bạn sẽ cao hơn, thu hút về những điều tốt đẹp và những cơ hội tuyệt vời. Bạn có câu chuyện gì muốn chia sẻ không? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn và theo dõi Đắc Nhân Tâm để tiếp tục cùng mình trao đổi học hỏi những bài học quý giá trong cuộc sống này nha!